Theo công văn hỏa tốc từ văn phòng chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo giao đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình, tuyên truyền về đối ngoại, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và về nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2018-2020. Đài Tiếng Nói Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để triển khai đề án, sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đề án, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định của pháp luật. Hiện Đài Tiếng Nói Việt Nam là đơn vị báo chí duy nhất sở hữu 4 loại hình, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo giấy. Với truyền hình, Đài Tiếng Nói Việt Nam quản lý hệ thống đài truyền hình kỹ thuật số VTC là một trong ba hệ thống truyền hình phủ sóng toàn lãnh thổ Việt Nam. Sở hữu số lượng kênh phong phú với 16 kênh chương trình đặc sắc, trong đó có 3 kênh công ích VTC10, VTC14 và VTC16 chuyên biệt về các lĩnh vực đối ngoại, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và nông nghiệp, nông thôn, nông dân đề án lần này được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thông tin của khán giả trong thời đại hiện nay